Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây bậm sậm trà Phúc Kiến nha. Cây này đã qua ủ, nó đã cho mầm mới rồi nha. Những rễ giá nó đang bung nha. Cây rất duyên dáng luôn. Những mầm đây là mầm mới mới nứt hết nha anh chị cô chú. Cây quá duyên dáng nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.